Chúng ta sẽ cùng nhau đến với vấn đề thứ ba đó là một số vấn đề phát triển phân bố các ngành dịch vụ. Trước hết là chúng ta tìm hiểu về ngành thương mại. Ngành thương mại ở nước ta chia làm hai ngành là nội thương và ngoại thương. Nội thương là các hoạt động uh, thương mại diễn ra ở trong nước và ngoại thương là các hoạt động thương mại diễn ra giữa nước ta với các nước trong khu vực và trên thế giới. Về nội thương thì chúng ta sẽ cùng nhau khai thác Atlas trang 24 trước hết về nội trước hết về nội thương thì các em thấy là có những cái đặc điểm như sau. Đầu tiên là trên cả nước ta đã hình thành một thị trường thống nhất trong cả nước. Về hàng hóa thì ngày càng phong phú và đa dạng. Và tổng mức bán lẻ hàng hóa của nước ta cũng ngày càng tăng nhanh. Trong cái cơ cấu tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ phân theo thành phần kinh tế nước ta đang có sự thay đổi theo xu hướng như sau. Chúng ta cùng nhau cái quan sát cái biểu đồ từ năm 1995 đến năm 2014 thì cái kinh tế nhà nước ta giảm từ 22,6% xuống còn 10,6%. À, Tỷ trọng mức bán lẻ và doanh thu của khu vực ngoài nhà nước có và có vốn đầu tư nước ngoài tăng, khu vực kinh tế ngoài nhà nước tăng từ 76,9% lên 85,5% và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài của nước ta tăng từ 0,5% lên 3,9%. Và đây cũng là do cái nguyên nhân là chúng ta đang khuyến khích sự tham gia của các thành phần kinh tế và mở cửa thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài. À, Tỷ trọng mức bán lẻ và doanh thu của khu vực ngoài nhà nước và có vốn đầu tư nước ngoài. Về ngoại thương thì chúng ta cũng sẽ sử dụng cái atlas ở trong sách giáo khoa thì chúng ta thấy là hiện nay Việt Nam đã và đang mở rộng cái thị trường theo hướng là đa phương hóa và đa dạng hóa. Việt Nam là bạn của tất cả các nước và chúng ta đã gia nhập một tổ chức kinh tế lớn đó là gia nhập WTO vào ngày 11 tháng 1 năm 2017 và điều này sẽ mang lại rất nhiều cái hiệu quả cao cho hoạt động xuất nhập khẩu của nước ta. Hàng hóa nước ta đã tới được rất nhiều thị trường và các khu vực khác nhau trên thế giới. Đặc biệt là Việt Nam hiện nay đang thực hiện phương châm Việt Nam là bạn của tất cả các nước và hợp tác trên cơ sở các bên cùng có lợi về cơ cấu xuất nhập khẩu hàng hóa của nước ta có một cái đặc điểm các em lưu ý đó là đang tiến dần đến sự cân đối các em sử dụng atlas trang 24 biểu đồ xuất nhập khẩu. À, quan sát vào biểu đồ trên bảng thì các em thấy giai đoạn từ năm 1995 đến năm 2013 thì cơ cấu xuất nhập khẩu nước ta đang có sự chuyển dịch như sau là trước hết là về xuất khẩu của nước ta là từ 40,1% năm 1995 tăng lên đạt 50% năm 2013. Và giá trị nhập khẩu của nước ta thì giảm từ 59,9% năm 1995 xuống còn 50% năm 2013. Và qua cái bảng số liệu này và qua biểu đồ này kết hợp với biểu đồ ở trong atlas địa lý Việt Nam trang 24 thì các em thấy là cái cán cân xuất nhập khẩu nước ta đang tiến dần tới sự cân đối. Về xuất khẩu chúng ta cũng quan tâm đến cho cô về các cái giá trị hàng xuất, giá trị xuất khẩu tới các cái thị trường, các bạn hàng lớn và các khu vực chúng ta xuất khẩu chủ yếu. trước hết là về kim ngạch xuất khẩu của nước ta tăng liên tục. các em quan sát cho cô cái atlas trang 24 biểu đồ cột chúng ta có thể xác định cái số liệu với các cái câu hỏi yêu cầu các em phải tính toán về kim ngạch xuất khẩu nước ta tăng bao nhiêu lần từ năm 2000 cho tới năm 2007 thì các em sẽ sử dụng máy tính để chúng ta chia và chúng ta có thể xác định được cái uh, số lần cái kinh ngạch xuất khẩu nước ta tăng. Thứ hai là về bạn hàng lớn thì chúng ta thấy đây là những cái bạn hàng lớn của nước ta trong những năm gần đây như là Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc, EU, Singapore và Australia. Và trong cái cơ cấu hàng xuất khẩu thì chúng ta thấy chủ yếu là chúng ta xuất khẩu đi công nghiệp nặng, khoáng sản, công nghiệp nhẹ, tiểu thủ công nghiệp và nông lâm thủy sản. Uh, đây chính là những cái mặt hàng được gọi là thế mạnh của nước ta về hạn chế thì chúng ta thấy là vẫn còn cái việc đó là tỷ trọng hàng xuất khẩu qua chế biến của nước ta còn thấp và cái tỷ trọng hàng gia công còn rất là cao và nếu như khắc phục được cái hạn chế này thì có thể nói rằng là trong thời gian tới thì cái giá trị xuất khẩu của nước ta sẽ còn ngày càng tăng hơn nếu như chúng ta sẽ tăng được cái nhóm hàng xuất khẩu qua chế biến thì nó sẽ mang lại cái giá trị và hiệu quả kim ngạch xuất khẩu rất là cao À, bên cạnh xuất khẩu thì về nhập khẩu thì chúng ta thấy là uh, giá trị hàng nhập khẩu của nước ta cũng tăng khá mạnh. Uh, bên cạnh việc kim ngạch xuất khẩu tăng thì cái giá trị nhập khẩu tăng khá mạnh ở đây đó là do nước ta đang tiến hành quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa cái nhu cầu nhập khẩu những cái sản phẩm như nguyên liệu, tư liệu sản xuất uh, về để phục vụ cho nền sản xuất trong nước cũng là rất là lớn để thúc đẩy phát triển kinh tế. bên cạnh đó thì chúng ta cũng nhập về một phần những cái hàng tiêu dùng. Và các thị trường nhập khẩu lớn của nước ta, chúng ta nhập rất nhiều từ khu vực châu Á và Thái Bình Dương và khu vực châu Âu. Chúng ta sẽ phần sang phần tiếp theo, chúng ta tìm hiểu về ngành du lịch của Việt Nam. Đầu tiên là chúng ta chứng minh là tài nguyên du lịch nước ta rất đa dạng và rất là phong phú. Các em sử dụng Atlas địa lý Việt Nam trang du lịch thì các em thấy rằng qua cái bảng chú giải này chúng ta thấy cái Việt Nam là nước có nguồn tài nguyên du lịch rất là đa dạng phong phú với cả hai loại là tài nguyên du lịch tự nhiên và tài nguyên du lịch nhân văn. Trong đó tài nguyên du lịch tự nhiên chúng ta có rất nhiều các cái di sản thiên nhiên thế giới, các vườn quốc gia, các hang động, các cái uh, suối nước nóng, nước khoáng, các cái khu du lịch biển và các danh lam thắng cảnh. Về tài nguyên du lịch nhân văn thì chúng ta có rất nhiều các cái di tích Uh, di sản uh, văn hóa thế giới, các cái di tích lịch sử cách mạng, các lễ hội truyền thống, các làng nghề cổ truyền uh, và rất nhiều các cái nguồn tài nguyên du lịch uh, xã hội khác. Uh, và các em cũng lưu ý là chúng ta sẽ quan sát cái bảng chú giải này để chúng ta có thể xác định về vùng phân bố, về cái vùng phân bố của tài nguyên du lịch nước ta. Thì hiện nay chúng ta thấy là về uh, có những cái câu hỏi liên quan đến việc là đi từ bắc đến nam thì các cái bãi biển sau đây là thuộc các cái tỉnh thành phố nào thì các em cũng cố gắng là làm thế nào đó làm một cách là cẩn thận cụ thể và chi tiết để chúng ta có thể xác định theo đúng thứ tự từ bắc vào nam các bãi biển hoặc là một số cái câu hỏi liên quan đến việc là hãy cho biết là nước ta hiện nay uh, hoặc là ở các cái vùng uh, du lịch của nước ta như vùng đông nam bộ vùng đồng bằng sông hồng thì có những cái tài nguyên du lịch tự nhiên tài nguyên du lịch nhân văn nào Tên, kể tên thì chúng ta sẽ sử dụng cái bảng chú giải này để chúng ta có thể kể tên được. Chúng ta tìm hiểu sang phần B về tình hình phát triển và các trung tâm du lịch chủ yếu. Trước hết là về tình hình phát triển. Các em có thể khai thác Atlas địa lý và đồng thời kết hợp quan sát cái biểu đồ phía trên về sự khách du lịch và doanh thu du lịch nước ta từ năm 1995 đến năm 2012. Thì các em có thể thấy rằng cả khách du lịch nội địa và khách du lịch quốc tế đến... Việt Nam đều tăng. Trong đó, khách du lịch nội địa tăng từ 5,5 triệu lượt khách năm 1995 lên 32,5 triệu lượt khách năm 2012. Như vậy, cái nguyên nhân làm cho khách khách nội địa của nước ta tăng lên đó là do nhu cầu và mức sống của người dân Việt Nam ngày càng nâng cao, do đó cái nhu cầu đi du lịch ngày càng tăng thứ hai là cái khách quốc tế đến Việt Nam cũng tăng từ 1,4 triệu lượt năm 1995 lên 6,8 triệu lượt năm 2012 vậy thì cái khách quốc tế đến Việt Nam tăng nguyên nhân là do nước ta có cái chính sách phát triển uh, du lịch uh, có cái công tác quảng bá về du lịch rất là tốt và tài nguyên thiên nhiên nước ta phong phú và Việt Nam chính là điểm đến hấp dẫn và an toàn đối với các cái du khách trong nước và quốc tế đặc biệt là khách quốc tế thứ ba là về doanh thu du lịch thì chúng ta lấy là tổng doanh thu du lịch Chúng ta tăng lên từ 8.000 tỷ đồng năm 1995 Lên đạt là 160.000 tỷ đồng năm 2012 Sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu nội dung cuối cùng Đó là vấn đề phát triển thương mại và du lịch à, Về thương mại Uh, thương mại sẽ bao gồm hai ngành đó là nội thương và ngoại thương. Ngành nội thương thì chúng ta có thể quan sát ở trong cái, cái atlas địa lý Việt Nam trang 25 thì các em có thể thấy rằng là tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng uh, từ các cái uh, tỉnh và thành phố trong nước của nước ta thì chúng ta có thể thấy là cái uh, uh, ngoại thương của về chúng ta có thể thấy là tình hình phát triển nội thương là phát triển khắp các địa phương trong cả nước. Cả nước đã hình thành một thị trường thống nhất, hàng hóa ngày càng đa dạng, phong phú, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân. Đặc biệt là chúng ta thấy là sau thời kỳ đổi mới thì ngành nội thương ngày càng khởi sắc, cái hoạt động trao đổi hàng hóa buôn bán giữa các vùng trong nước ngày càng được đẩy mạnh rất là nhiều. Về ngoại thương thì chúng ta thấy là trước hết là thị trường của nước ta đang ngày càng được mở rộng theo hướng là đa phương hóa, đa dạng hóa. Việt Nam là bạn và hợp tác với tất cả các nước trong cùng khu vực và trên thế giới, trên phương châm là các bên hai bên cùng có lợi. Và đặc biệt là việc gia nhập WTO uh, ngày 11 tháng 1 năm 2007 đã góp phần làm cho ngành nội thương nước ta ngày càng khởi sắc. Trước hết là về bạn hàng thì chúng ta có thể thấy rằng uh, về Việt Nam đã hợp tác với tất cả các nước, các vùng lãnh thổ trên thế giới, trong đó tập trung nhiều nhất là các nước ở khu vực châu Á, Đông Nam Á, Đông Á, các nước ở khu vực Tây Âu, các nước ở khu vực Bắc Mỹ, đúng không? Ạ? À, Australia, ngoài ra là ở các nước ở khu vực Nam Mỹ, các nước ở khu vực châu Phi thì chúng ta cũng đã xuất và nhập khẩu sang các cái thị trường này càng chứng tỏ là rõ ràng chúng ta đang mở rộng thị trường theo hướng đa phương hóa và, và đa dạng hóa trong đó thì chúng ta thấy là những bạn hàng lớn nhất của Việt Nam hiện nay chúng ta có thể nhìn vào cái uh, chú giải về uh, kim ngạch buôn bán giữa Việt Nam với các nước và các vùng lãnh thổ đơn vị tính là uh, triệu uh, đô la Mỹ thì chúng ta có thể nhìn vào đây chúng ta sẽ trả lời được các câu hỏi là những nước gọi là bạn hàng lớn của Việt Nam hiện nay chúng ta có thể thấy trên bản đồ ví dụ như là Nhật Bản này đúng ạ rồi uh, Trung Quốc này Hàn Quốc này đúng ạ Đài Loan này uh, các nước ở khu vực châu Âu, Bắc Mỹ đó là Hoa Kỳ và Canada. Và cái cơ cấu xuất nhập khẩu của nước ta đang tiến dần tới cái sự cân đối. Chúng ta có thể quan sát uh, Atlas Địa lý Việt Nam trang 25, phần biểu đồ cột để chúng ta có thể thấy rất là rõ điều này. Tổng giá trị xuất nhập khẩu nước ta ngày càng tăng lên, cả giá trị xuất và giá trị nhập khẩu đều tăng lên rất là nhanh. Tuy nhiên có sự chuyển dịch về cơ cấu. Trước kia chúng ta thấy có sự chênh lệch rất là lớn về cơ cấu xuất nhập khẩu giá trị nhập khẩu lớn hơn rất là nhiều so với xuất và Việt Nam là nước xuất siêu. Tuy nhiên hiện nay thì cái khoảng cách giữa xuất khẩu và nhập khẩu đang được rút ngắn lại và chúng ta đã có rất là nhiều các mặt hàng xuất khẩu đi rất nhiều thị trường. Chúng ta có thể quan sát cái biểu đồ trong Atlas về cơ cấu giá trị hàng xuất khẩu nhập khẩu của nước ta thì chúng ta thấy là hàng xuất khẩu chủ yếu của nước ta đó là các mặt hàng ví dụ như chúng ta thấy nhà xuất khẩu là phần nửa hình tròn phía trên và nhập khẩu là nửa hình tròn phía dưới thì hàng xuất khẩu của chúng ta trước hết là chúng ta thấy chúng ta xuất khẩu nhiều là công nghiệp nặng và khoáng sản thứ hai là công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp thứ ba là nông lâm sản và thứ tư là thủy sản đó tuy nhiên là nếu mà nhìn vào các mặt hàng xuất khẩu này thì chúng ta có thể dễ dàng trả lời được cái câu hỏi cái hạn chế lớn nhất trong các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam hiện nay là gì thì chúng ta thấy là nhìn vào các cái mặt hàng này thì chúng ta có thể thấy là đây là những cái mặt hàng mà từ cái khai thác tài nguyên thiên nhiên xuất khẩu dạng thô chưa qua chế biến vì vậy giá thành sản phẩm là còn còn thấp cái tỷ trọng hàng gia công là còn cao Ngược lại về hàng nhập khẩu, chúng ta sẽ quan sát ở bên dưới thì chúng ta lại nhập rất nhiều máy móc, thiết bị phụ tùng. Chúng ta nhập nhiều nguyên nhiên vật liệu. Chúng ta cũng nhập cả hàng tiêu dùng nữa. Đó và những cái mặt hàng này đều có giá thành rất là cao. Thì tất nhiên là hiện nay chúng ta cũng đang tiến hành quá trình công nghiệp hóa hiện hóa, bắt buộc chúng ta phải nhập nguyên nhiên liệu về để phục vụ cho sản xuất trong nước. Tuy nhiên là chúng ta nên cố gắng tránh cái hiện tượng là nhập sai. À, về bạn hàng thì chúng ta có thể quan sát trong Atlas Chúng ta có thể quan sát vào cái hệ thống chú giải xuất nhập khẩu hàng hóa giữa Việt Nam với các nước và vùng lãnh thổ đơn vị là tỷ đô la Mỹ qua cái biểu đồ này. Thì chúng ta có thể thấy rằng là à, cái nửa hình tròn màu xanh để hiện giá trị xuất khẩu và màu đỏ thể hiện giá trị nhập khẩu. Thì chúng ta thấy những bạn hàng lớn nhất ví dụ như Nhật Bản này, Đài Loan, Hàn Quốc, Trung Quốc, đúng không ạ? Rồi là chúng ta thấy là Indonesia, Malaysia. À, hoa kỳ và các nước ở khu vực châu âu. Đó. Tuy nhiên là cũng với cái biểu đồ này ở trong atlas thì các em cũng có thể trả lời được câu hỏi là việt nam xuất siêu đối với nước nào và nhập siêu đối với nước nào chúng ta dựa trên cái 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 uh, đường kính đúng không ạ? của cái hình hai nửa hình tròn này. Ví dụ như đối với Trung Quốc chúng ta thấy là nhập khẩu là màu đỏ thì chúng ta là nhập siêu đối với Trung Quốc. Nhưng ngược lại đối với Hoa Kỳ thì cái nửa hình tròn màu xanh này chúng ta đầy lớn hơn rất là nhiều. Vậy đối với Hoa Kỳ chúng ta là nước xuất rất siêu. Rất là mong các em sẽ chú ý chi tiết này để trả lời đáp các cái câu hỏi. Các em thân mến, ở đây chúng ta có thể có rất là nhiều câu hỏi liên quan đến phần du lịch, có xong cái phần đi của các em. Đặc biệt là những câu hỏi liên quan đến sự phân bố, sự có mặt các các nguồn tài nguyên du lịch thì chúng ta sẽ sử dụng cái hệ thống chú giải trong quần trong Atlas địa lý Việt Nam này để chúng ta nêu ví dụ như với cái câu hỏi là ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ có những cái nguồn có những cái uh, di sản uh, thiên nhiên thế giới nào đúng không? thì chúng ta có thể sử dụng cái bản đồ này thì chúng ta thấy là ở đây chúng ta có một cái di sản thiên nhiên thế giới vô cùng nổi tiếng đó là uh, Vịnh Hạ Long đã được UNESCO hai lần xếp hạng là di sản thiên nhiên của thế giới. Với các tài nguyên khác cũng như vậy chúng ta sẽ khai thác Atlas để trả lời. À, chúng ta có một cái bảng tổng hợp về cái nguồn tài nguyên du lịch chia làm hai nhóm ngành là tự nhiên bao gồm địa hình, khí hậu, nước, sinh vật, tài nguyên du lịch nhân văn là di tích, các lễ hội và các tài nguyên khác. Ờ à, để nhớ được cái điều này thì chúng ta có thể sử dụng kết hợp cái bảng số liệu này đã có trong sách giáo khoa kết hợp với uh, uh, atlas trang du lịch để chúng ta có thể trả lời tốt các cái câu hỏi. Về sự phát triển của ngành du lịch thì các em sẽ nhìn cho cô vào trong atlas cái phần đầu tiên ở trên cùng ấy là biểu đồ cột kết hợp với đường thì trước hết là chúng ta thấy là cái biểu đồ cột là thể hiện khách du lịch quốc tế và khách du lịch trong nước thì chúng ta thấy là cái uh, tốc độ tăng trưởng rất là nhanh. Khách trong nước cũng ngày càng tăng lên do chúng ta có cái đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, nhu cầu đi du lịch trong nước ngày càng cao. Khách du lịch quốc tế đến Việt Nam cũng tăng lên. Chúng ta có thể thấy nguyên nhân chủ yếu là Việt Nam là điểm đến rất là thân thiện, an toàn, hấp dẫn, nhưng cái quyết định nhất cái du khách quốc tế đến Việt Nam ở đây bên cạnh chúng ta có tài nguyên các nước cũng có tài nguyên đúng không em nhưng mà ở đây chúng ta đã, đã đang đẩy mạnh cái việc quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam và đặc biệt là quảng bá về du lịch của Việt Nam đến với bạn bè khắp thế giới vì vậy là cái doanh thu du lịch chúng ta cũng thấy là ngày càng tăng lên rất là nhanh nhìn vào cái biểu đồ tròn thì các bạn có thể trả lời được các câu hỏi là nhóm du khách uh, thuộc cái vùng lãnh thổ nào đến với Việt Nam nhiều nhất thì chúng ta có thể quan sát cái biểu đồ này để trả lời câu hỏi à, về à, với những cái câu hỏi xác định là các cái vùng du lịch lớn nhất của nước ta hiện nay, các trung tâm du lịch lớn nhất nước ta hiện nay thì các bạn cũng có thể quan sát vào đường kính của các cái trung tâm du lịch thì chúng ta có thể thấy rằng các trung tâm du lịch lớn nhất và các vùng du lịch lớn nhất nước ta hiện nay đó là vùng du lịch Bắc Bộ, thứ hai là vùng du lịch Bắc Trung Bộ và thứ ba là vùng du lịch Nam Trung Bộ. Trong đó thì các trung tâm lớn nhất đó là một là trung tâm Hà Nội, hai là Đà Nẵng, Huế, thứ ba là thành phố Hồ Chí Minh. Đây là ba cái trung tâm uh, bốn cái trung tâm du lịch lớn nhất của nước ta hiện nay. Vừa rồi thì các em học sinh chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về sự phát triển uh, của các ngành kinh tế nước ta. Sau đây uh, cô cùng các em sẽ trả lời một số câu hỏi trắc nghiệm để xem là chúng ta trả lời được khoảng bao nhiêu điểm trên tổng số 10 câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là trong ngành trồng trọt hiện nay ở nước ta xu hướng giảm tỷ trọng cây lương thực, tăng tỷ trọng cây công nghiệp nhằm a phát huy lợi thế về đất đai, khí hậu; b nâng cao hiệu quả kinh tế nông nghiệp; c sử dụng hợp lý hơn nguồn lao động; d là tạo ra nhiều sản phẩm xuất khẩu. Đó. Vậy thì chúng ta phải xác định kỹ cái yêu cầu của câu hỏi này là gì. À, xu hướng giảm tỷ trọng cây lương thực tăng tỉ trọng cây công nghiệp. Ở đây chúng ta có thể thấy rằng cái nhóm ngành công nghiệp này là cái nhóm ngành mà mang lại cái giá trị rất là cao, kinh tế rất là cao, vì vậy đáp án của câu hỏi này sẽ là đáp án B, nâng cao hiệu quả kinh tế trong nông nghiệp. Chúng ta đến với câu hỏi thứ hai. Khó khăn lớn nhất về tự nhiên đối với ngành đánh bắt thủy sản nước ta hiện nay là A, các phương tiện đánh bắt chậm đổi mới, B, hệ thống cảng cá chưa đáp ứng được yêu cầu, C, công nghiệp C là chế biến thủy sản còn hạn chế và D là nguồn lợi hải sản đang ngày càng suy giảm. Vậy thì khi mà đọc câu hỏi thì cô rất là mong tất cả các em chúng ta thể đọc thật là kỹ. Người ta hỏi khó khăn lớn nhất về gì ạ? Về tự nhiên đúng không nào? Khi đọc các câu hỏi chúng ta phải đọc kỹ câu hỏi và xác định câu hỏi hỏi cái điều gì. Trong đó có những từ khóa, ví dụ từ khóa đây là từ tự nhiên. Như vậy đương nhiên với câu hỏi thứ hai này, đáp án của chúng ta sẽ là đáp án D, nguồn lợi hải sản đang ngày càng càng suy giảm. Đó. Chúng ta đến với câu hỏi thứ ba nhé. Câu hỏi thứ ba, cho bảng số liệu sản lượng bò của Trung du và miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên giai đoạn 2005-2017, đơn vị là nghìn con. Đó. Thế thì Chúng ta thấy là căn cứ vào bảng số liệu trên cho biết nhận xét nào sau đây đúng về số lượng bò giữa Trung du và miền núi Bắc Bộ và Tây Nguyên giai đoạn 2005-2017. Đáp án A, các bạn đọc kỹ, Trung du và miền núi Bắc Bộ tăng nhanh hơn Tây Nguyên. B, Tây Nguyên tăng ít hơn Trung du và miền núi Bắc Bộ. C, Trung du và miền núi Bắc Bộ lớn hơn Tây Nguyên. D, Tây Nguyên lớn hơn. Trung du và miền núi Bắc Bắc Bộ. Đấy nhá. Vậy thì yêu cầu của bài là gì? Cho biết nhận xét nào sau đây đúng về số lượng bò. Đúng không ạ? vậy thì chúng ta lưu ý là để cái để so sánh để tính được thì chúng ta thấy có những cái từ khóa ở trong các đáp án nhé nếu như để tăng à, tính là tăng nhanh hơn hay tăng ít hơn thì chúng ta sẽ sử dụng phép tính chia còn nếu mà để tính là nhiều hơn hay ít hơn chúng ta sẽ sử dụng phép tính trừ đối với hai đáp án A và B à, thì chúng ta thấy là tính sau B chúng ta xét đến cái đáp án C trung du và miền núi bắc bộ lớn hơn tây nguyên đó thế chúng ta thấy là cái này đúng đúng không? Trung du và miền núi Bắc Bộ lớn hơn Tây Nguyên. Tây Nguyên lớn hơn Trung du miền núi Bắc Bộ thì đáp án này là là sai mà ở đây yêu cầu là cho biết nhận xét nào sau đấy đúng về số lượng bò giữa Trung du miền núi Bắc Bộ và Tây Nguyên. Thế còn ở đây chúng ta thấy là ở đây chúng ta phải sử dụng các phép tính chia. Thế thì đáp án của câu hỏi này sẽ là đáp án C. Trung du miền núi Bắc Bộ lớn hơn so với Tây Nguyên. Câu số 4. Sử dụng giống ngắn ngày trong sản xuất nông nghiệp nhằm mục đích gì? A đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp hàng hóa b giảm thiểu tác động của thiên tai đến sản xuất c mở rộng diện tích cây trồng có chất lượng cao và d là nâng cao năng suất và chất lượng nông sản thế vậy thì ở đây cái từ khóa chúng ta phải lưu ý là giống ở đây chính là giống ngắn ngày trong sản xuất nông nghiệp đúng không ạ như các em học sinh đã biết thì chúng ta thấy là nền nông nghiệp nhiệt đới nước ta cũng gặp rất là nhiều khó khăn đặc biệt là có nhiều các cái thiên tai à, vì vậy À, để à, hạn chế được những cái điều kiện không thuận lợi về điều kiện tự nhiên thì chúng ta cần phải à, đẩy mạnh áp dụng trồng những loại cây ngắn ngày để có thể thu hoạch trước mùa mưa bão. Vì vậy đối với câu 4, chúng ta sẽ phải chọn đáp án B là giảm thiểu tác động của thiên tai đến sản xuất. Chúng ta sang câu 5, hoạt động xuất nhập khẩu của nước ta được đẩy mạnh và có tốc độ tăng trưởng cao những năm gần đây chủ yếu do A vị trí địa lý thuận lợi cho giao thương với các nước. B có nhiều tài nguyên có giá trị xuất khẩu cao. C nhiều sản phẩm công nghiệp nhẹ có giá trị cạnh tranh và đây là thị trường xuất khẩu ngày càng mở rộng. Đối với câu 5 này thì chúng ta sẽ phải chọn đáp án chính xác là đáp án D. Thị trường xuất khẩu ngày càng mở rộng. Đối với câu 6, nội dung các mặt hàng xuất khẩu các mặt hàng có giá trị xuất khẩu cao nhất của nước ta những năm qua là A dầu thô, khí đốt, điện, B xăng, thành phẩm hàng điện tử, C dầu thô, thủy sản, hàng may mặc và D là khí đốt, lâm sản và thủy sản. Đối với câu 6 này thì chúng ta thấy đáp án của chương trình chính là đáp án C, dầu thô, thủy sản, hàng may mặc. Câu 7, căn cứ và atlas lát địa lý Việt Nam trang 19, giá trị sản xuất ngành chăn nuôi trong tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp đang có xu hướng. Thì cái này câu này rất là dễ rồi, chúng ta chỉ cần nhìn vào đáp án trang 19 thì chúng ta có thể thấy là tỷ trọng ngành chăn nuôi hiện nay đang tăng và chiếm tỷ trọng còn vẫn còn thấp trong nông nghiệp. Câu 8. Căn cứ vào Atlas địa lý Việt Nam trang 20, vùng có sản lượng thủy sản nuôi trồng lớn nhất nước ta là? Câu này cũng vô cùng dễ đối với tất cả các em đúng không? Bởi vì ký ký hiệu của thủy sản nuôi trồng là những cái cột màu xanh rồi. Vậy thì chúng ta thấy đáp án của câu hỏi này sẽ là đoán D đồng bằng sông Cửu Long. Câu 9. Biện pháp quan trọng hàng đầu nhằm nâng cao sức cạnh tranh của gạo xuất khẩu ở nước ta là A. Giảm chi phí sản xuất để giảm giá thành B nắm bắt được nhu cầu của thị trường, C sản xuất nhiều giống lúa đặc sản và D là áp dụng công nghệ vào trong sản xuất. Đó. Vậy thì đối với câu 9 này, nếu như chúng ta chọn đáp án D thì chúng ta đã chọn vào được đáp án chính xác. Câu 10 cho biểu đồ sau, diện tích và sản lượng lúa nước ta giai đoạn 2010-2017. Dựa vào biểu đồ trên, cho biết nhận xét nào sau đây đúng về tình hình sản xuất lúa của nước ta giai đoạn 2010-2017? Chúng ta xét từng đáp án nhé. A, diện tích và sản lượng lúa liên tục tăng. Thế thì rõ ràng là nhìn vào biểu đồ chúng ta thấy đáp án này chưa chính xác, bởi vì sản lượng lúa của nước ta có những giai đoạn là tăng lên sau đó giảm, đúng không ạ? Về cả cái diện tích cũng như vậy. B, diện tích trồng lúa liên tục tăng. Đáp án này cũng không chính xác. c sản lượng lúa giảm và có sự biến động thì chúng ta thấy đáp án này cũng chưa được chính xác bởi vì cái sản lượng lúa của chúng ta thấy là từ năm 2010 cho tới năm 2017 thì có xu hướng là là tăng lên. Ở đáp án d năm 2014 diện tích lúa lớn nhất thì chúng ta quan sát thì chúng ta thấy năm 2014 thì cái diện tích trồng lúa là đạt 7,8 triệu hecta thì đây chính là đáp án đúng của chương trình đáp án d như vậy là các em đã vừa trải qua 10 câu hỏi của chương trình. Hy vọng là tất cả các em đều trả lời đúng cả 10 câu hỏi.